Làm máy mô thì giữ được bao lâu? Em xin trả lời là đối với công nghệ làm máy làm mô tại DK thì thông thường khách hàng sẽ giữ được khoảng tầm 2 đến 3 năm. Những cái cơ địa mà da rất là khô hoặc da rất bám màu giữ mực tốt thì có thể là 3 năm 4 năm. Những người nào mà da quá dầu hoặc là da cơ địa da mỏng, da chai, da sẹo đã từng làm 5 7 10 lần rồi thì có thể là cái gốc mực đó nó sẽ không giữ được lâu. Đấy tầm khoảng trung bình khoảng 5 năm rưỡi đến 2 năm là khách hàng có thể là quay trở lại để mình dậm thêm màu rồi. Bởi vì là khi mà làm ấy, cho khách hàng ấy thì DK luôn luôn là chỉ đi vào lớp thượng bì của da khách hàng thôi. Như vậy thì da của khách hàng nó sẽ đảm bảo được cái độ an toàn. Thứ hai là mình làm lại mình không gây bị sẹo hoặc là mình không gây bị chai da hoặc bị hằn ở trên da. Đấy là những yếu tố rất là quan trọng để làm sao mà khách hàng trải nghiệm và nhận được những cái kết quả tốt nhất, và sau đó khi mai sau khách hàng quay trở lại làm thì da của khách hàng vẫn được bảo đảm an toàn. Nên các chị em đừng lo lắng. Và ngoài ra ấy, thì khi mà DK sử dụng những cái mực châu Âu và những cái mực rất là tốt, cho nên là mình có thể chơi thoải mái, không bị chỗ xanh chỗ đỏ, nó không bị thay đổi màu theo thời gian. Và khi mà khách hàng quay trở lại làm thì DK sẽ có những cái ưu đãi riêng dành cho khách hàng cũng quay lại đó ạ. Xin cảm ơn ạ.